Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Một trận tâm ma với sự góp mặt của ba cao thủ, đó chính là anh em Lê Phúc đang chơi môn phái Tiêu Dao, anh em Chiết Công Võ đang chơi môn phái Võ Đan và anh em Cường Polymer đang chơi môn phái Tàn Kiếm. Phải nói đây là ba tay to tâm ma bên server Việt Nam và bây giờ họ đang kết hợp với nhau trong một trận tâm ma tại server Trung Quốc. Và bây giờ các thành viên của mình sẽ đi quét map hay là chúng ta farm những con lính đầu tiên đây anh em ạ. Nếu anh em đã quyết định farm thì chúng ta phải kết thúc nó luôn nha anh em ơi. Để chúng ta đi quét map xong về anh em sẽ có những con lính mới chúng ta farm để hồi máu. Như vậy là lính đã được farm xong và chúng ta quyết định di chuyển về khu vực số 11 Tiêu Dao, mở combat lướt vào lock lên rõ đen từ từ hay bật thuận anh em ơi. Rồi tiếp tục là Thất Thảm quất con Nga Mi cho nó lên dĩa trước anh em ơi. Nga Mi đã thoát rồi, Nga Mi vẫn còn ở lại tiếp tục kéo chọt và chuẩn bị có chiều lướt, một phát lướt. Hay hay, mình cứ nghĩ là anh em sẽ lướt chứ. Rồi chúng ta vẫn còn võ đen, tình kiếm đang tăng rất nhiệt tình. Như vậy các thành viên của mình đã rút nhẹ về khu vực số 12, kéo lại lướt một phát nữa, tàn kiếm lướt và chúng ta buộc lòng phải rút về thôi anh em ạ. Wow, cái đó võ đen với tàn kiếm của mình vẫn có thể nán lại chúng ta đánh tiếp tục được nha, nhưng không sao, chỉ cần mình giữ được lực lượng là chúng ta sẽ có những kèo giao tranh tiếp theo cho anh em. Rồi và bây giờ võ đen chúng ta đã hồi phục lại full máu, võ đen có thể tách lẻ về khu vực số 11. Đúng rồi anh em ạ, võ đen đã di chuyển về khu vực số 11 để tìm tàn kiếm bên kia. Rồi, bây giờ thì các thành viên chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển qua để hỗ trợ farm, hồi máu anh em ạ. Đó, ba tay to anh em thấy không? Chiến thuật cấu rỉa, ai có khả năng hồi máu thì chúng ta sẽ đánh nhây liên tục để áp đảo team đội bạn. Còn ai yếu máu thì anh em sẽ hồi phục máu nha. Và bây giờ bản đồ tâm ba chúng ta còn 20 đội. Đây là ba môn phái khá là mạnh trong tâm ma, võ đen, tàn kiếm, những môn phái rất hot và được ưa chuộng rất nhiều trong tâm ma. Và những môn phái này khi kết hợp với nhau thì nó sẽ mang lại hiệu quả như thế nào thì anh em hãy cùng mình xem hết cái trận tâm ma này. Và bây giờ có lẽ là team chúng ta sẽ farm thêm một đợt lính nữa cho Tiêu Dao ổn định lại lượng máu anh em ơi. Và có thể là chúng ta sẽ di chuyển áp sát về thương nhân. Rồi Thất Thám các kiểu, lướt chọt các kiểu luôn anh em ơi. Để chúng ta lấy đam và hồi máu cho Tiêu Dao. Uổng nội tàng kiếm phải nói là bao lẹ luôn anh em ạ. Tàng kiếm đó chính là anh em Cường Polymer. Rồi lướt vô một cái từ từ lóc lên rất đẹp, nhưng mà Dương Môn Vạn Hoa không bị lóc. Không sao, chúng ta có hai tăng cơ làm việc rất hiệu quả. Tàng kiếm đã bung bẫy rồi, Long Tước đang lướt anh em ơi. Cẩn thận, võ đen bên mình đã bị yếu máu rồi. Võ đen đã bật được thuận và chúng ta có lẽ sẽ rút thẳng về khu vực số 12. Tàng kiếm vẫn đang thực hiện công việc bảo kê các thành viên của chúng ta. Khá nguy hiểm. Đây là trận tâm ma diễn ra lúc 22 giờ 30 phút tối. Do đó có rất nhiều team mạnh. Bây giờ Tiêu Dao chúng ta đã có được một viên hồi phục máu. Và rất có thể là chúng ta sẽ quay trở lại khu vực số 10 để tiếp tục úp cái team này. Long Tước bật đau thần rồi, từ từ anh em ơi, Long Tước đang full máu. Như vậy là bên kia sẽ còn một Dương Môn với một Vạn Hoa. Đấy, Dương Môn yếu máu anh em ạ. Và chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực số 10. Tiếp tục lướt kéo một cái nữa lóc lên anh em ơi. Và chúng ta đã kết thúc được Dương Môn. Tiếp tục đó chính là Long Tước. Vạn Hoa bây giờ chỉ còn một mình, không chạy thì sẽ chết Vạn Hoa ơi. Chúng ta quyết định đuổi theo, có chiêu kéo rồi nhưng không kéo được Vạn Hoa. Và chúng ta quyết định đuổi sang khu vực số 3. Rồi bữa nay có cả thần cơ nữa, côn lôn nữa anh em ạ. Không được rồi, chúng ta có thoát được hay không? Như vậy là các thành viên của mình đã quay trở lại khu vực số 11 rất an toàn. Và anh em thấy là sau những pha giao tranh liên tục thì team chúng ta đã không có thời gian để di chuyển về các khu vực ảo tượng. Phải nói là anh em thấy là những tay to hỗ trợ combat và bảo kê nhau rất chắc anh em ơi. Bây giờ chúng ta tiếp tục quay trở lại khu vực số 10 và có lẽ là mình sẽ té xuống khu vực số 2. Đây rồi, lướt vào, lóc lên, mình dạo đã nhảy rất kịp lúc. Bên này có cả hai Thiên Vương, một Dương Môn, có cả Ngũ Độc nữa. Rất nhiều team và Thiên Vương lại bị kéo trở lại rồi. Võ đen, Ngũ Độc, rất nhiều phái đây anh em ạ. Tàng kiếm chúng ta lại mất 7x và có lẽ là chúng ta phải tranh thủ thời gian để trang bị bí kíp. Cực kỳ gây cấn và hấp dẫn, phải nói là trận tâm ma này rất nhiều những team cầm tay. Điều đó sẽ làm cho chúng ta có nhiều pha giao tranh hấp dẫn hơn.
Wow, Tiêu Dao vẫn chưa có được quyển Đấu Chuyển Tình Di. Và bây giờ anh em đang thực hiện công việc đó là chết tài nguyên và hồi máu lại cho các thành viên của mình. Rồi anh em thấy hấp dẫn không? Cực kỳ đã luôn anh em ạ. Nãy giờ là giao tranh liên tục, hầu như là ô nào di chuyển ô nào là anh em cũng có giao tranh team 2, team 3 rất nhiều. Và hiện tại bản đồ chúng ta vẫn còn 13 team, hứa hẹn cho anh em những cái kèo giao tranh tiếp tục xảy ra cho cái trận tầm 3 này. Bây giờ thì có lẽ là mình sẽ hồi máu nhẹ thôi anh em ơi. Hồi máu nhẹ nhẹ, có quân thể Kim Cang ở đây và Tiêu Dao chúng ta đã mặc quần tiếp tục di chuyển về khu vực số 13. Bên này rất trống rồi và chúng ta đi thẳng về khu vực số 14 luôn anh em ạ. Lại là một ô trống nữa và tiếp tục về khu vực số 15. Võ đàn chúng ta cũng đã có quân. Và như vậy là thời gian của vòng số 1 chuẩn bị kết thúc và chúng ta đã áp sát được thương nhân khu vực số 5. Rồi rồi, mua đồ luôn anh em ơi, mua đồ luôn. À, chúng ta cần phải bán tài nguyên mới có tiền mua đồ anh em ạ. Rồi thôi bỏ đi anh em ạ, bỏ đi, hết giờ rồi. Phải nói là rất nhiều team trong bản đồ tâm ma này. Như vậy là Tiêu Dao chúng ta vẫn chưa có được quyển Đấu Chuyển Tình Di. Nhưng không sao, Tiêu Dao đã có được quyển Thất Thám là ok rồi anh em ạ. Bây giờ thì đội hình của mình đang có mặt tại khu vực số 11 và chuẩn bị di chuyển về khu vực số 3. Có thần cơ lốc lên, rất đẹp, tiếp tục thất thảm ngược trở lại nữa và tiếp tục những luồng đam của tàn kiếm và võ đàn sẽ kết thúc tất cả các thành viên của team đội bạn. Quá tuyệt vời. Ở chung Tiêu Dao anh em là người mở combat và chắc chắn sẽ cấu được lượng máu rất lớn từ đội hình của team đội bạn. Và việc còn lại đó chính là tàn kiếm và võ đàn sẽ kết thúc những môn phái còn lại. Bây giờ mình sẽ đi mở rương nhẹ nhẹ để kiếm tài nguyên và có thể là anh em sẽ di chuyển về thượng nhân. Đó, lượng tài nguyên đổ về rất nhiều rồi anh em ơi và chúng ta chuẩn bị di chuyển về thượng nhân khu vực số 2. Có võ đàn kéo lại nhưng không trúng anh em ơi, tiếc cực kỳ. Đấu chuyển tinh di đã được trao về tay của võ đàn chúng ta. À không, đó là Tiêu Dao. Tự nhiên nói đầu chuyển tin gì về tai võ đan nghe nó hơi sai sai anh em ạ. Đó, bây giờ các môn phái chúng ta hồi máu khá là tốt rồi, tàn kiếm thì farm rất lẹ. Và nếu như anh em tàn kiếm mà biết cách sử dụng 7x để chúng ta hồi máu thì nó lại là một điều tuyệt vời nữa anh em ạ. Có lòng tước con nào yếu máu, đó chính là con này, đó là cái... Đó rồi, lóc lên, thất tham cái nữa anh em ơi. Đó, ôi nó là vật đau thần nó giải kìa. Kéo lại nhưng rất tiếc chúng ta không bắt được lông tước. Tiếc cực kỳ anh em ơi. À, lông tước khi mà dính lóc của Tiêu Dao anh em có thể sử dụng cái chiêu đao thần để chúng ta hóa giải được cái trạng thái phù không nha anh em. À, chiêu đó khá lợi hại nha anh em ơi. Anh em mà dính những cái chiêu như là cái chiêu cuối của Thiên Nhẫn anh em cũng có thể hóa giải được. Trừ trường hợp chúng ta bị đóng băng anh em không hóa giải được thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu di chuyển. Có Thiên Vương vừa di chuyển sang, bên này có team rồi. Lóc lên Huyền Thủy và cái bang thất thả một phát nữa. Chắc chắn Huyền Thủy lên bản thân số. Tiếp tục là cái bang và chúng ta cũng đã kết thúc luôn anh em ạ. Combo phối hợp rất đẹp. Ôi, team này bây giờ mà cho 3 thành viên của mình có 3 cái bộ kích nữa thôi là quét map. Phê cực kỳ. Thiên Vương đã xoay trùy, Thiên Vương đã kẹt rồi anh em ơi. Thiên Vương đã lên ngựa, chúng ta có Minh Giáo bên này nữa, cực kỳ nguy hiểm và lại một võ đàn khác nữa anh em ạ. Tàn kiếm chúng ta đang bị ăn hành rồi, có cả Minh Giáo lóc được các thành viên rồi, có lẽ chúng ta sẽ rời khỏi khu vực giao tranh này, tí nữa là Tiêu Dao chúng ta sắp mặt rồi anh em ơi. Rất may mắn là trong tình huống vừa rồi Tiêu Dao chúng ta đã lóc được Minh Giáo và Thiên Vương để hỗ trợ cho tàn kiếm chúng ta thoát thân. Quá căng cho một trận tâm ma. Anh nói là trận tâm ma này nếu như không có những môn phái có khả năng dùng đam, có khả năng hồi máu thì chắc chắn là anh em sẽ rất khó để sinh tồn được trận tâm ma này. Bây giờ tâm ma cực kỳ gắt anh em ơi, vì đa số là các team có những môn phái rất đẹp. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển về ảo tượng khu vực số 9. Tiêu Dao mình đang có bạo kích, khu 9 không phải là ảo tượng, đó là khu vực số 8 anh em ạ. Và chúng ta đang còn 6 đội trong bản đồ tầm ma. Có Thiên Vương cẩn thận nào, võ đàn chúng ta rất nhanh chân.
Ôi, bên này có cả Minh Giáo và Thiên Vương nữa rồi anh em ạ. Đợi Minh Giáo nó dậm đi. Võ đen của mình đã mất rất nhiều máu và rất đáng tiếc là võ đen chúng ta đã bị Thiên Vương cho lên bảng điểm số rồi anh em ơi. Wow. Kèo đã khó hơn rất nhiều. Chúng ta có một võ đen kiếm ở khu vực số 8. Như vậy là theo quan sát của mình hiện tại trong bản đồ này sẽ có một Thiên Vương lẻ, một team đó chính là Thiên Vương Minh Giáo, một team võ đen. Rồi chơi con võ đen này, quýnh khô máu luôn. Võ đen đã thoát được về khu vực số 8. Chúng ta không có chiêu nào khống chế võ đen tầm xa cả. Võ đen đã di chuyển. Đây anh em ạ, tiếp tục lướt vào lock lên, lock túng Thiên Vương rồi. Và chúng ta đã kết thúc được Thiên Vương, bởi vì Thiên Vương đã mất 7x. Đó là một sự phản kèo ngược lại đến từ vị trí của chúng ta. Có một cái quần thể kim cang kìa anh em ơi. Ôi tiếc cực kỳ, quần thể. Dường như là chúng ta đã không phát hiện được cái quần rồi. Võ đen, trường ca cung luôn, tìm 3 hệ thổ nữa. Wow, kèo này rất khó cho thằng kiếm. Thằng kiếm đã vùng 7x, chúng ta chuẩn bị hồi lóc anh em ạ. Thằng kiếm đã thoát được về khu vực số 7 rồi. Chúng ta lóc lên nào, một phát lóc lên, tiếp tục thất thảm. Và trường ca sẽ lên bài điểm số, một phát lướt về khu vực số 7 nữa. Rồi, lên ngựa giọt thôi anh em ơi. Và anh em thấy là các team 2, team 3 đã dần dần bị chúng ta kết thúc. Đây phải nói là một trận tâm ma cực kỳ hấp dẫn. Có lẽ là 30 giây còn lại này anh em sẽ cố gắng hồi máu và chúng ta đi chết tài nguyên thôi anh em ạ. Để chuẩn bị cho vòng số 3. Vòng số 3 chúng ta chắc chắn sẽ còn khoảng 4 đến 5 team. Và đó sẽ là những team lẻ thôi anh em ạ. Bây giờ các team 3 đã bị chúng ta xử lý hết tất cả rồi. Rồi, chết tài nguyên và anh em phải cẩn thận nha. Vẫn còn khá nhiều team mạnh trong bản đồ tâm ma này. Và như vậy là thời gian của vòng số 2 đã kết thúc. Chúng ta chuẩn bị bước vào vòng số 3. Trong bản đồ này hiện tại mình thấy có Minh Giáo là có khả năng nguy hiểm cho team chúng ta. Những môn phái hệ thổ thì chúng ta đã có được tiêu dao xử lý anh em ạ. Bây giờ mọi người đang cố gắng di chuyển để chết tài nguyên. Đó là một cái bào kích về cho tiêu dao. Rồi, tiếp tục di chuyển bà con cô bác ơi. Rồi, đây chưa có người chết tài nguyên luôn nè anh em ơi. Minh Giáo đã lướt vào rồi. Chúng ta lock lên. Minh Giáo đã hơi chậm với kỹ năng quỷ thiên. Một điều gì đó cực kỳ đáng tiếc cho Minh Giáo và chúng ta đã kết thúc Minh Giáo rất gọn bởi vì tiêu dao chúng ta đã có bào kích. Một cuộc tấn công từ vị trí của võ đen. Hiện tại tàn kiếm chúng ta bên này vẫn còn team đó chính là võ đen với cung lùn nên em ạ. Như vậy là trong bản đồ tâm ma chúng ta hiện tại còn 3 môn phái hệ thổ. Tàn kiếm chúng ta lại mất 7x nữa rồi. Võ đen rất hổ báo. Rồi, kèo này anh em chỉ cần đi chung với nhau là chắc chắn chúng ta sẽ win tâm ma. Bởi vì còn 3 môn phái hệ thổ chúng ta cụ thể hơn đó là chúng ta có môn phái hệ mộc. Như vậy anh em đã lên cái quyển đó là Bạch Hồng Quán Nhật. Một quyển bí kíp chung. Tiếp tục di chuyển anh em ơi, chúng ta vẫn còn bạo kích. Và hãy tận dụng cái điều này để úp sàn những team khác. Rất trống anh em ạ, chúng ta vẫn chưa phát hiện được các thành viên kia. Đây rồi, đó là team 2 lóc lên. Chúng ta chỉ lóc trúng một võ đen và như vậy là chúng ta đã kết thúc được võ đen. Cung lôn vẫn còn đang đánh trả. Tàn kiếm chúng ta đã bắt được cung lôn rồi nhưng rất tiếc là chúng ta đã chặn đầu quá sớm anh em ạ. Cung lôn đã thoát thành công về khu vực số 8. Bây giờ chúng ta đuổi theo khu vực số 9. Đây rồi, kéo một phát, lướt một phát nữa và cung lôn đã nhảy thành công. Quá hay, thất thám luôn anh em ơi. Rồi anh em cẩn thận nha, hiện tại vẫn còn một con võ đen kiếm có thể gây nguy hiểm cho tàn kiếm chúng ta. Đây, cả hai thành viên đang có mặt ở đây này mà lướt vào. Không được rồi, cung lôn với khả năng lướt liên tục và chúng ta đã lóc được cung lôn. Tiếp tục là thất thảm một phát nữa và lần này cung lôn phải lên bảng điểm số.
Và như vậy là trong bản đồ Tama chúng ta hiện tại chỉ còn duy nhất một võ đan với quân hàm, đó là Ỷ Thiên. Lên thuận rất trâu. Rồi chọt tàn phế anh em ơi, tiếp tục tàn kiếm chúng ta mất 7x1 chiêu kéo, nhưng võ đan đã nhảy thành công về khu vực số 6 rồi. Chúng ta tiếp tục lướt nhưng không trúng. Rồi võ đan thì bây giờ nó hồi máu rất lẹ anh em ạ. Mình chỉ có thể bắt chết được nó trong một combo thôi. Nếu như mà anh em để võ đan chạy được thì chắc chắn nó sẽ hồi máu được. Chuẩn bị có tài nguyên xuất hiện và chúng ta sẽ chết tài nguyên một lần nữa. Bây giờ tàn kiếm bị võ đan bắt thì anh em hãy cứ việc nhảy vào những khu có lính để chúng ta lợi dụng cái bị ít hồi máu nha. Cái con võ đan nó sốc đam khá là mạnh, do đó anh em không được chủ quan với môn phái này nha anh em ơi. Chúng ta đã mở thành công ảo tượng khu vực số 6 và số 7 luôn rồi, có võ đan ở bên này. Võ đan đang có quần thể kim cang, võ đan mất chiêu lướt, võ đan mất quần. Cẩn thận từ từ hạ lóc anh em ạ. Chúng ta vẫn đang cố gắng đuổi theo võ đan. Và như vậy là võ đan đang có mặt khu vực số 3, lóc lên và lần này có lẽ là trận tâm ma sẽ kết thúc anh em ơi. Phải nói là trận tâm ma cực kỳ gây cấn, nhân vật chính chúng ta đã có 10 điểm hạ gục, quá đẹp. Và như vậy là trận tâm ma đến đây đã kết thúc rồi. Nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn lại anh em ở những video sau.